Rồi, hai Dương xin chào tất cả cô chú anh chị đến trên kênh YouTube Dương nha. Đã. Hôm nay Dương đi bắt dọp với lại em Đạt. Hôm nay Dương sẽ đi quay cảnh bắt dọp. Hôm bữa trước thì mình có đi với lại em Được, thì mình dẫn em Được đi quay clip của kênh Cuộc Sống Quê Hương. Thì hôm nay Dương sẽ đi với lại em Đạt, là hai anh em mình đi thôi. Rồi, giờ mình sẽ quay qua cái con sông mình chuẩn bị bắt cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà. Dọp này bắt sao anh Dương? Thì mình bơi quào quào giống như anh hôm bữa đi bắt vậy đó. Giờ mình đi qua cái mé kinh bên đó nha cả nhà. Anh đây không biết có hoặc mé anh đây không biết có hoặc anh cũng biết nữa là tại vì hôm bữa giờ không có bắt mé anh đây. Ủa cái này miễn lắm này Đạt ơi, đi cẩn thận xíu nghe em ơi. Đạt không biết đâu thằng lại đâu. Dắp con cày sao ụp cái máy xuống nước luôn, cái ngon lành luôn á. Ôi ôi sao vậy, ôi sao vậy, ôi ụp đầu luôn rồi chứ vui. Ôi đầu luôn hả? Ụp đầu luôn. Đạt Đạt rồi có thùng hả? Thì giờ Dương lên cái bãi này coi, Dương lên bào thử cái mé này coi có rồi, mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Bữa Dương bắt Dương cào tay không nè, mấy anh chưa thấy mình kia còn sợ nữa mà. Đang trong nghề gặp sợ luôn đó, mấy anh bắt dập chuyên nghiệp mấy anh ấy quá trời rồi. Này mình không có Đạt chưa, không đụng con nào luôn. Mình đi trên mé thì dạy xuống dưới, mình xuống mé mò với mé. Wow trời ơi con dập kinh khủng luôn. Đây trời ơi con dập bây giờ bắt lên xì nước cả luôn, ghê không nè. Bỏ vô thùng đi em ơi, bây giờ sẽ dò em kìa Đạt ơi. Đó cho dò em mé bự dữ vậy. Ừ kinh kinh chân luôn. Cái gì cái gì cái gì đá đá hả? Tưởng tới nữa tới. Coi bữa mình bắt còn sót con nào đây không? Giờ bắt không sót con nào luôn sao? Có thể làm tại vì anh bươi như kiểu này thì còn con nào? Thôi lên trên bạo trên. Đất ở trên hơi cứng một xíu nhưng mà nó còn. Bữa hôm tụi anh mò này hết, khúc này mò dưới này hết. Dưới con này con gì vậy? Con dẹm hả? Định luôn. Dương. Gì con gì? Biết con gì nữa? Đâu? Trời ơi. Ôi. Trời ơi. Ôi. Ôi con dọn kinh khủng vậy trời. Ôi trời khơi khơi như dò trời. Khơi như dò hả? Ôi. Khơi khơi như dò luôn á. Cái gì vậy? Miếng dừa không chứ? Cái miếng dừa hả? Ôi con dọn y gan miếng dừa luôn á. Nó bự chập bá luôn à. Đập cái quàm dò luôn. Đập cái quàm dò luôn. Sợ bãi này cục bầm nhiều quá, cục khó không? Bãi nó trống lắm, ngon. Cậu đạp lên. Thôi thì cậu đạp lên chấm lắm luôn, mạch ngon á. Sao mấy cái tàu lám che lại về này không có ai gặp được mà. Mới còn thôi. Dương. Gì? Con gì hả? Gì hả? Trời ơi, con gì? Ôi, hai con gì hả? Đâu, 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 đâu. Gì hả? Hai con nằm một chỗ luôn các bạn ơi. Wow trời ơi. Đây nè. Dương. Ôi ôi. Chú bỏ rồi, chú bỏ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, vòng vòng đây nhiều á. Nè đây con các bạn. Trời ơi, chào bác nè luôn nha. Anh phải tự tin chứ. À. Quá trời tự tin rồi. Đây. Wow, con dập kinh khủng khiếp luôn. Nó bự. Cái này chắc chục con ký vậy, to lớn lớn nè. Nè cả nhà. Trời ơi, con dập tô xì nước luôn. Ghê không? Ôi. Em Đạt anh bươi lên nè. Đó. Đúng chưa? Wow, con nào đấy? Hết thằng hồn luôn rồi. Anh mới nói mà kéo lá ra mới còn mà. Đúng rồi, thì nói trong mấy cái biết sao trong này người ta không bắt tới á. Nó mới còn thôi. Đâu nằm kỹ dữ vậy? Đó. Trong mấy cái cây nè nó nằm trong đây người ta gặp không tới á. Nó còn.
Ôi ôi, ôi ôi. Ôi ôi cho. Chạy gì nước. Chà bá luôn. Chứ không phải con dột. Mới móc vô tưởng đâu con dột không chứ. Rồi có ba con hồi bãi này. Chắc hết chưa? Không. Gì vậy? Tôm đất á. Chúng tôm hả? Tôi nghe rộng. Wow, con dợp khủng luôn. Đây. Wow. Nè để ơi. Khủng khiếp luôn. Này là sót lại nè. Wow. Đây mình phát hiện con dợp. Nó nằm. Đây nè nè. Nhìn nè con dập lâu năm rồi đó nè, mình bào chúng này, cái tay bào chúng này nè, mình mới thấy nè. Rồi con dập thui luôn. Ừ, móc luôn cái coi con dập này. Ừ ơi, quý cô chú anh chị ơi, con dập khủng khủng luôn rồi. Mình gửi ra cho chú anh chị xem nha. Nè con dập này là nó già, nó muốn bằng cái bàn tay của mình luôn nè, quá trời rồi. Ê gớt cái đó. Ờ con này chừng cò có là đặt rồi, đặt im á nên con dập khủng luôn mà chắc nó sót anh không? Mà nó nằm như vậy mà sót gì sót. Nó nằm hả không lên luôn mà đừng sót thì chua đây không là con chua. Con này là không phải là sót luôn nè, con này là con chúa luôn nè Đạt ơi. Chết rồi. Chết rồi. Nhìn thấy cái con dập mà thấy khủng khiếp luôn nè các quý vị ơi. Rồi. Em ơi Đạt ơi, Đạt con em nhìn cái con dập Đạt. Đâu rồi đây nè. Hình như là mày bào chúng nó gì nó lật ngang luôn nè, hồi nãy có cái dấu bào chúng rồi nè. Nhánh cây á. Nhánh cây hả? Em nãy em kéo nhánh cây đúng không? Em bắt con dập lên cây con dập nè. Ồ. Dập. Bằng cái bàn tay của thằng Đạt luôn kìa. Ghê chưa? Rồi. Khủng khiếp luôn rồi quý vị ơi. Quá trời quá trời, bắt mình dập rồi. Vậy mà nãy móc cái nhánh cây mà không thấy nó. Nó nằm nó lú gông lên. Lú gông lên hả? Là mấy con trên đây là nó nằm nó lú đầu lên luôn rồi. Nó bị lội sình luôn rồi. Nãy em Đạt kéo mà anh Đạt không thấy con dập luôn kìa. Cũng không hết em ơi. Cũng không hết đâu, cũng còn á. Mình mới bắt mấy con nó nói vậy. Cái đủ con chó hết không trời. Chết rồi. Dạ. Con chó tưởng đâu còn sống, mình lụm gì mình chăm sóc nó vậy, nó nằm vậy ngủ luôn rồi. Thưa quý vị, dập em cuốn nha. Em này ra đi không biết có lời từ chối nào không mà sao giờ nằm đây chèo eo đây. Thôi không động nó, để cho nó nằm đó ngủ yên đi. Bãi này anh bảo đảm là đẹp luôn. Đẹp. Vậy là chưa có phát hiện chỗ nào thôi. Để vô đám cây quá. Thôi, ngồi đó. Thì bây giờ mình đó đây một con nè. Cái gì mới đây được một con con chú kia nè. Nè. Chị nước luôn. Đó rồi đó, con lấy. Không, yêu cầu thấy. Mới vô bào được thấy dính là thấy là im à. Đây, mình cũng được con đây. À, được con hả? Đó. Đi. Bào dính là thấy chỗ nào bào mà có dập là bà sẽ bắt được nhiều thôi. Mấy cái bãi này hôm bữa là chưa có bắt trên, tụi anh chưa có bắt trên. Thấy con nữa. Ú, hay gì ta. Hôm nay là lên bắt ở trên. Mà dập bãi này nó không bự không. Ừ. Mấy cái bãi mà quang quang á. Cây cứ cối rồi nhiều nhiều ở trong á. Trời ơi, con này bự nè. Đây, con này nó bự nè cô chú anh chị. Thấy không? Để cái thùng cho anh Đạt ơi. Mình bự rách bãi này chắc cũng tầm cái chục đó Đạt ơi. Bây giờ 5 con rồi. Anh bắt 2 con, em bắt mấy con? 2 con. Là 4 con à. Thôi bà vậy nó đặt ơi. Bãi này mình bảo đảm là trên chục. Thì cứ bãi vậy nhiêu đó là ok. Lịch. Ôi lịch. Bắn lịch các bạn ơi. Wow. Đây, ăn được lịch ghê không? Này. Được luôn.
nịnh luôn đó vậy trời. Vô vô kẹo rồi. Bãi này ơi. Nè nè đây nè coi. Ôi con này nhỏ rồi kìa. Bắt không? Nhỏ thả đi, đi. Thả đi. Đây nè, đây con nè. Ô con này bự nè. Wow. Cầm. Còn nữa cái này, bãi này tại sao? Thấy bình thường không ai trèo vô chứ vậy. Ừ, đúng rồi. Nè, thấy không? Nói mà. Nghe cái sột lắm liền. Cái này là cũng ăn được rồi. Nó gì đâu. Đá. Nói xui thiệt trời. Nó đó. Đây là con dọp nè. Bọc bọc mới được. Nha, bọc bọc mới được. Đó. Này chắc điên lứa quá. Cao cỡ luôn. Nghe nó đó. Ô con này bự nè. Phọp phọp nó đó. Tiếng đá nghe cạch 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 đó hả? Ừ. Nó nè. Nó thấy không? Quá dữ. Anh nghĩ là mấy cái bãi trên gì còn gì cả. Anh để anh gặp dài vào đây luôn đó. Đó. Ôi con này bự đó. Con này có đụng luôn đó. Đó chân đó. Đẻ mấy con nhỏ gì. Nó đó. Ôi im vậy. Gạt mình ta. Ngon đó. Cụ đá đó. Bây giờ mấy anh em mình đi cũng được tầm 1 tiếng mấy, 2 tiếng thôi đạt. Cũng 2 tiếng. Dạ, khoảng 2 tiếng á. Mà hôm nay chắc khắc thu hơn bữa rồi, bữa 3 thằng bư này có 2 thằng bư rồi. Nên là hết hơn bữa. Tí nữa mình đổ qua cho cả nhà xem nha. 2 người ít hơn 3 người. Đúng. Này cũng ngon không? Con chán chán đây có nhiêu đây à, cái này về mình đổ cho cả nhà xem. Em đặt mình đổ mấy anh dập nha. Chừng 3 kg vậy. Này bóc đi, bóc này giờ ra trên rồi. Rồi. Còn nào mới chán chán không? Đây cả nhà. Thì mấy anh em mình đi nãy giờ cũng tầm cỡ 3 kg á. Lên xuống không? Được con lịch gì thả? Lịch thả luôn hả? Được không? Tôm nãy đam em hả? Hồi nãy gõ gãy hình con luôn, bể hình con nè. Nhỏ cũng nhiều mà bự cũng nhiều. Nói chung là cũng muốn gần hơn phần nữa của bữa hổm mình đi bắt chung với lại em được, với lại Lễ. Đi làm chắc cũng 3 kg có hơn đó nha. Đó, thành quả của hai anh em mình hôm nay. Rồi, xin chào tạm biệt cô chú anh chị nha. Bye bye cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị sức khỏe tốt lành nha.